Dừa Bonsai Sóc Trăng xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em làm clip này để thay cái dừa hai ngọn hết mọi người. Mình sẽ làm một clip cái hướng dẫn cho mọi người cách cái hạ lá cho nó lùng lại để lá nó xong nó lùng lực hơn mọi người. Đây là cây dừa em vừa lấy ở ngoài vườn một cặp luôn, cây nào cũng hai ngọn chứ nha. Nè cây này thì vừa lá quá trời dài. Cái phần trên này là em xử lý cách đây 4 ngày. Bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý cái bước thứ hai ha mọi người. Mọi người bước đầu thì mọi người xử lý cho em đơn giản như thế nào. Cắt những cái phần lá kia bỏ hết luôn. Còn chừa một lá ở phía dưới ha mọi người. Đây. Phía dưới chừa bên ngoài một lá cho em. Thân bên đây cũng có chừa một lá luôn. Chừa phía lá phía dưới bên dưới cho em đi. Đây cây bên đây cũng vậy luôn. Một thân mình chừa cho một lá. Cây này thì xử lý cách đây khoảng 10 ngày rồi. Đây một thân một lá. Chừa lá bên ngoài cho em. Còn những mình không chừa thì nó lâu tốt lại lắm. Bây giờ mình sẽ xử lý cái cây này trước ha. Cây này xử lý cái này đã 4 ngày thì mấy cái bẹ này nó đã khô rồi, đã gáo, và cái phần này nó đã cứng rồi nè. Lúc hổm cách đây 4 ngày trước thì cái bẹ này nó còn trắng tinh hết mọi người. Phút này nó còn trắng tinh luôn. Bây giờ nó đã cứng rồi nè, cứng cáp, nó xanh lên ha. Bây giờ mình tiến hành mình gọt nó. Cách khoảng 4 ngày 5 ngày thì mọi người có thể xử lý tiếp tục rồi. Cái lá này mọi người vẫn để gì luôn ha. Mình xử lý cái phần bên đây thôi, đơn giản là nó đâu đụng chạm gì tới cái lá này đâu. Để cái lá này nó hít không khí đây, nó hô hấp, nó nuôi cái ngọn này ha. Để tí mình xử lý là mấy cái ngọn này nó không còn lá nào chứ. Mình chừa cái lá đó để cho nó thở đó. Giờ mình tiến hành xử lý bước thứ hai sau 4 ngày ha mọi người. Đây mình cắt bỏ từ từ đoạn. Mọi người làm cái dừa bonsai không cần gấp ha mọi người. Gấp quá là thất bại đó. Đối với cây dừa non nó càng nguy hiểm hơn nữa. Nên mình phải cưng chiều nó, làm từ từ. Mình phải nuôi nắng nó, chăm sóc và phải theo dõi nó trong cái thời kỳ mà mình gọt bẹ ha. Cái thời kỳ mình gọt bẹ là rất quan trọng luôn. Lúc hạ tông này nè, những cái bẹ nó có thể tổn thương và nó bị những con trùng hoặc là vi khuẩn nó tấn công vào là cái cây mình nó có thể nguy kịch ha mọi người. Nên trong thời kỳ hạ tông này mọi người theo dõi quan sát nó hàng ngày luôn. Rồi mình đã xử lý được một bẹ rồi, giờ mình gọt xuống tiếp bẹ trong nữa. Lần thứ hai mình cũng gọt chưa sát tới cổ hủ luôn ha mọi người, vẫn còn chừa ha. Mình thì mình nuôi ít thôi nên mình chăm sóc từ từ. Còn những người mình nuôi nhiều quá không có thời gian cắt nhiều đợt thì cắt một lượt một. Xong rồi tới phần ngọn này cũng rất là quan trọng, cái phần bên tâm bên trong này. Cái phần này mình gọc khi nào mà tới cái tâm nó thấy trắng là mình dừng lại nữa ha. Khúc này là cách 4 ngày trước nó còn trắng tươi luôn nè, mà bây giờ nó đã già xuống rồi. Mình sẽ tiến hành gọc khi nào gần tới trắng thì mình dừng lại. Đây, tới đây mình dừng lại được rồi. Nó đã thấy trắng này ha mọi người. Xong rồi mình gọc cái bẹ kia bỏ luôn. Đó. Bây giờ thì còn một cái lá này. Nó đã thở được rồi ha. Nào mà phía trước thì nó đã bung ra ha mọi người. Nó bung ra, đợi cái tâm bên trong nó ra thôi. À, bước thứ hai thì mình xử lý nhiêu đây thôi. Mình đợi khoảng khi nào mà cái đoạn này mà nó cứng cáp lại nữa thì mình tiến hành mình hạ xuống tí nữa ha, qua thân thứ hai ha mọi người. Thì mọi người cứ hạ theo cách của em là cái cách an toàn nhất đó. Cây không bị ảnh hưởng gì luôn ha. Mình còn chừa một lá già bên ngoài để mình cho nó thở ha. Còn cái lá non phía trên thì nó chưa có mạnh khỏe để nó đủ sức nó thở cho cái cây đâu. Đôi khi mình làm sơ sẩy nó bị gãy là cái cây nó không còn cái lá nào thở luôn. Em cũng làm bị gãy nhiều lần rồi, những cây gãy nó cái sức hồi phục nó lại lâu lắm. Nên lần này em chừa cái lá bìa bên ngoài cho nó thở luôn. Cái ngọn bên đây thì nó bự hơn nên nó có cái tâm bên trong rồi mọi người. Đó, mình gọc tới trắng cái mình cắt ngang cái phần trắng này. Cái ngọn này bên trong nó có cái tâm này nè, cái lá bên trong nó là cào tới đây à. Cái phim vô đây. Đó. Đã hoàn thành bước thứ hai mọi người. Đây là cái ngọn bên trong mình chừa lại, còn con da nó không có đủ thở đâu. Nó chưa bung ra nữa. Cái phần bên cây ngọn bên đây thì chưa có phần ngọn cái tâm bên trong. Còn cái thân bên đây nó bự hơn thì nó đã cái tâm nó dương cao tới đây rồi. Bước thứ hai thì mình chỉ gọc được bao nhiêu đây nữa thôi ha. Đó. Cây nó đã lùng rất nhiều rồi. Mình sẽ đợi qua bước thứ ba nữa. Bước thứ ba thì mọi người tự xử lý lên ha. Mình đợi khoảng bước thứ ba thì 10 ngày nữa đi. Mình sẽ gọc sát xuống tí nữa. Nhưng mà vẫn chừa cái lá này cho nó thở ha. Đây. Lá bìa của em. một thân một lá để cho nó thở. Khi nào mà cái bên trong này nó có lá khác rồi, nó mạnh khỏe, nó thở được rồi mình tiến hành mình cắt cái lá này bỏ. Thấy không, cái lá này nó đâu có đụng chạm gì tới cái thân bên giữa bên trong đâu, nhưng mà nó nuôi được cây của mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video đã tới đây ha. Mọi người cứ làm theo cách của em đi, rất hiệu quả ha mọi người. Cái cây đầu tiên em làm thì nó đã có lá được như vậy rồi nè, thì vẫn còn chừa lá bên trong. Mọi người xem thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha mọi người.